Ngày 34 chơi Play Together sẽ như thế nào? Let's go cùng Nhân nha. Cảm ơn các bạn đã tặng quà cho Nhân. I love you. Trời, các bạn dễ thương quá, ai cũng tặng quà, mình thích ghê vậy đó. Play Together máy đỉnh. Bây giờ chọn một bạn để kết bạn nha. Ai thường xuyên comment vào nick YouTube của anh Nhân này? Ai? À, thấy rồi, bạn xin hay báo. Cảm ơn bạn đã thường xuyên tương tác với kênh YouTube của anh Nhân nha. Wow, bây giờ chọn một bạn để tặng quà nè. Bạn này comment thường xuyên comment nè. Đây, bạn Thảo X Melody tặng cho bạn nha. Để coi, viết vài dòng để khích lệ tinh thần cho bạn nha. Cảm ơn bạn đã rất tích cực comment trong kênh YouTube của anh Nhân, cũng giống như các bạn thường xuyên vậy. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mỗi ngày Nhân sẽ tặng quà cho một bạn may mắn nhất nha. Bây giờ chọn một món quà giá trị nào. Bây giờ Nhân còn 3.000 tiền sau à, tặng luôn 3.000 tiền sau luôn, chơi tới bón luôn, tặng luôn, gửi. Chúc mừng em. Bây giờ cũng như thường lệ, Nhân sẽ hủy kết bạn những bạn nào không tương tác và không comment, không ủng hộ, không tương tác với anh Nhân ha. Ok, rồi bây giờ Nhân làm nhiệm vụ đây. À, chạy thôi, đố các bạn biết Nhân đang đi đâu. Ồ, sân khấu kìa, biết Nhân đang đi đâu không? Yeah, có bạn nào chạy chung với Nhân không? Chơi vui nào. Không phải ra sân khấu để hát đâu, mà ra bên cạnh bãi biển tìm một anh chàng rất là đẹp trai đang nằm bãi biển đây. Ảnh đây rồi. Chào anh bạn. À, dậy đi. Nó nghe nè. Chuyện gì? Tôi đang ngủ mà. Có gì không? Tôi bán nước đó. Đúng rồi, tôi đến mua nước của anh nè. Đó là tôi sẽ mua một ly nước chanh đó. Ồ, thì tôi hoàn thành nhiệm vụ ngày hôm nay, đó là uống một ly nước chanh của anh bạn bán ngoài biển nè. Và bây giờ uống chanh xong rồi, mình sẽ chơi tháp vô cực nha. Có bạn nào chơi chung với anh Nhân hôm? Wow, hôm nay cái hình thù tháp này cũng thú vị nha. Những cái ống trụ hình màu xanh lá. Ôi trời, sao kỳ vậy? Sao nhảy một cái là té xuống rồi? Là sao? Để coi, bình tĩnh lại nha. Ok, chỉ cái trò này là chỉ riêng trong Play Together là tháp vô cực, mình vẫn chưa thắng được cái màn nào hết. Chơi cả nửa tháng, hơn tháng rồi mà vẫn chưa thắng được một lần nào hết. Có bạn nào mà chơi tháp vô cực đã leo lên top 1 chưa? Các bạn có thể comment dưới phần bình luận chỉ cho anh Nhân cách chơi được không? Bây giờ anh Nhân zoom gần màn hình lại và tìm cách nhảy nè. À, nhảy chéo qua chéo lại đúng không? Chéo qua nè, đúng rồi, quay qua đây, chéo lại nè, đúng rồi, quay qua phải, đúng rồi, quay qua trái nè, nhảy. Oh, lên được rồi. Yeah, mình lên được 1/3 của chặng đường rồi. Bây giờ leo lên thang nha. À, lại là cái xanh này, khó quá. Yeah, nhảy tấm, trời ơi, thấy chưa, gớt xuống rồi. Đúng là tháp vô cực, không biết chừng nào mình mới thắng được á. Có bạn nào có kinh nghiệm chỉ cho anh có thể thắng qua được một màn tháp vô cực không? Anh cảm ơn các bạn rất nhiều đó. Ok, yeah, ok, bây giờ trèo lên lại nha. À, tháp vô cực ơi, ta đến với mi đây. Nhảy nào, 1, 2, 3, nhảy, đúng rồi, 1, 2, 3, nhảy điều. Ồ, cái ống trụ này thì dễ rồi. Yeah, nhảy nào, đúng rồi, 1, 2, 3, nhảy. Tiếp tục nha, chết rồi, hết giờ rồi, finish rồi. Trời ơi, lại thua nữa rồi. Ok, màn thứ hai bắt đầu nha. Mà không, anh sẽ thoát ra, anh sẽ không bị lậm vô tháp vô cực đâu. Chơi cả ngày vẫn không thắng được, buồn lắm. Bây giờ ra chơi chung với các bạn cho vui. Có bạn nào không? Tập hợp 500 anh em lại đây nào. Bây giờ làm cái gì đây? À, đi tắm ở nhà nè, cho thú cưng ngủ bằng cách sử dụng giường, không biết luôn. Đặt điểm A ở trường thôi, làm biết học lắm. Hôm nay không đi học đâu. Ok, ai đến? Chạy xe vậy, ai chạy xe đó? Ai mới chạy xe lạng qua tôi vậy? Ý, cái cây quái vật kìa. Cây ơi, ta sẽ tấn công mi đây. Tấn. Chết đi. Cây nè, quái vật hả? Tiêu diệt quái vật. Ơi, mỗi tay quá đi ha. Mỗi tay quá, không biết cái cây này chừng nào nó mới tiêu được tiêu diệt nữa. Ơi, qua quýnh cái này đi. Ơi, cái này cũng quýnh không được nữa, không dính gì cả. Ok, anh ơi, vào nhà em hả? Vào sao? Ok, vào hết. Ai rủ thì đi đâu hết, đi đâu nha. Chết rồi, ấy da, cất cái cuốc thôi. Rồi, bây giờ dẫn đường đi, tôi đi theo nè. Đi theo, ai dẫn đường đi. Ok, vô như thế nào ai mà biết đâu, rủ hoài mà không biết chỉ. Ý, con chuồn chuồn, lấy cái công cụ ra, bắt con chuồn chuồn. Á, à, khoe cá hả, đâu cần đâu. Tôi bắt con chuồn chuồn, ý, con chuồn chuồn nó mất tiêu rồi, mới đây nó mất tiêu rồi. Ý, con gì, con heo à, bắt con heo. Heo ơi, mày chạy đâu đây, ủa sao bắt nó không được vậy ta. Ủa, sao kỳ vậy, à, không hiểu. Tiếp tục nè các bạn ơi, hôm nay chúng ta sẽ cùng chinh phục những cục mốc mới nha. Ây da, chuồn chuồn và heo đâu rồi? Tấn công nào. Ha ha. Yeah. Ồ, ai rủ tôi đi chơi không? Vô nhà em đi hả? Ok, ai gọi tôi đó tôi đến liền nha. Thảo X Melody hả? À, bạn này Nhân mới tặng quà nè, chúc mừng Thảo nha. Rồi, ư, đây là nhà của ai đây? Nhà của ai mà đẹp quá vậy? Sang xịn mịn dữ vậy ta? Trời, có đồ chơi, có hộp Rubik nữa kìa, có hả? Wow, đã quá. Ai gọi tôi đó tôi đi liền. Trời ơi, nhà mà dâu không à. Không biết chừng nào Nhân mới có một căn nhà như vậy nữa. Chúc mừng các bạn nha. Sao các bạn chơi giỏi mà các bạn xây được nhà như vậy? Chắc các bạn chơi lâu lắm mà đúng không? Anh Nhân mới chơi rồi nên cái nhà anh Nhân còn trống không à. Ok, lên ghế ngồi nào. Ô, uống nước nào. Cất cái vợt vô đi. À, ai rủ tôi đó? Bây giờ tôi muốn câu cá. Có ai dẫn tôi đi
câu cá không? Wow, nhà bạn này rộng quá, có sân vườn nữa hả? Xịn quá vậy, câu cá ở đâu? Chỉ anh coi, chỉ anh đi. Câu cá ở đâu men? Vô nhà em hả? Thôi đang câu cá ở nhà bạn Thảo mà. Đi 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 đi. Nhà ai câu cá ở đâu? Đi theo em hả? Rồi ok, dẫn đường đi. Dẫn đường, đừng có nói nhiều, tôi muốn câu cá. Ok, có bạn nào mà chơi nhóm chung với Nhân thì nhớ comment trên nick xuống và Nhân kết bạn với các bạn nha. Dẫn nào, dẫn đường, let's go. Chạy theo nào, câu cá ở đâu? Nhảy qua bàn luôn. Trời ơi, nhà bạn này giàu quá, đủ thứ bàn ghế hết xịn quá. Đúng là một thế giới ảo luôn, yeah. Ôi, cái hồ này đó hả? Rồi, lấy cần câu ra thôi. Ý, mà cần câu anh hư rồi. Ôi, ai gọi tôi đó, ai gọi tôi nữa, chấp nhận nha. Chấp nhận là đi theo, bạn thương hả? Bạn thương, bạn này cũng hay thường xuyên comment trong YouTube của anh Nhân, anh nhớ nick hết luôn đó nha. Các bạn nào mà chưa được nhận quà thì các bạn cứ yên tâm, các bạn cứ thường xuyên comment mỗi ngày ủng hộ anh đi. Một ngày nào đó anh sẽ tặng quà cho các bạn, bạn chắc chắn sẽ là những người may mắn thôi. Ok, còn bạn nào mà không comment chắc chắn anh sẽ hủy các bạn hết. để chào đón những bạn nào ủng hộ tích cực anh nha. Rồi ok, chạy đầu. Trời, nhà bạn này còn xịn hơn nữa. Wow, nhà bạn này rộng mà có nhiều đồ chơi quá à. Trời ơi, xịn quá à. Ok, lấy cần câu ra thôi, mà hết tiền rồi, hết tiền để sửa cái cần câu này rồi. Sao mà có tiền này? Ôi, đây là cái gì vậy? Ôi, muốn mua thêm tiền sao thì phải tốn rất nhiều kim cương tím hả? Ồ, hoặc là vàng hả? Rồi ok ok, kim cương tím mình còn, kim cương tím còn, đổi tiền sao nào? Rồi bây giờ còn có hai kim cương tím à. Ok, đây có nhiều vật phẩm đẹp quá các bạn ơi, thích ghê, miễn phí nè, được 100 tiền sao miễn phí nè. Wow, đây đẹp quá ha. Sản phẩm tiền tệ hả? Ok, rồi được rồi, đủ tiền sao rồi. Bây giờ sửa cái cần câu để đi câu cá chung vui với các bạn nha. Yeah, ok, cái ghế kìa, chỗ cái ghế này ghế cổ quá ha, giống như bên Trung Quốc vậy đó. Ok, câu cá ở đâu đây các bạn? Chỉ tôi coi, đây là nhà của ai vậy trời? Nhà của ai? Dẫn đường tôi đi. Ok, đi thôi, đi thôi, đi thôi. Ok nha. Rồi, ủa đi đâu? Cái nhà vòng vòng có nhiêu đây thôi hả? À, đi đâu đây các bạn ơi? Chỉ đường. Ai gọi tôi đó, tôi chấp nhận đi đến liền. Yeah, trời sao tôi lọt dưới cá? Tôi lọt dưới đây rồi. Có ai cứu tôi ra không? À, trời trời. Ơi, mệt ghê, ngồi ghế xíu đi. Ơi, nhà của ai không biết chỗ nào đi câu hết. Ai gọi tôi đó, tôi đi nha. Yeah, ra được khỏi cái nhà rồi. Bây giờ mình đến cần câu, mình câu đây. Câu đâu em ơi? Wow, bạn này cũng có một cái hồ chả bá lửa luôn. Sao các bạn giàu quá vậy? Chừng nào anh Nhân mới có hồ trong nhà đi trời. Ok, sử dụng 750 tiền sao để sửa cần câu và chúng ta sẽ cùng câu cá với nhau nha. Cùng câu cá các bạn ơi. Yeah, cá quá trời luôn nè. Trời ơi các bạn ơi, cái mồi câu của các bạn có hình ngôi sao, có hình kim cương, có hình hạt dẻ nữa. Đạp đẹp quá. Oh, đúng rồi, phải chơi nhiều nhiều lên. À, anh đã câu một con cá chép rồi nè. Quá đã luôn nha. Yeah, các bạn ơi, các bạn câu được cá chép chưa? Anh Nhân câu được cá chép rồi đó. Ok, chỉ là Nhân chưa câu được cá mập với cá voi rồi, không biết chừng nào mới đến ngày câu được cá mập với cá voi nữa, buồn ghê, đợi lâu quá hà. Aha. Yeah, chúng ta sẽ cùng tập hợp 500 anh em lại đây câu cá nha, câu hết cái hồ của bạn này luôn nha. Rồi bây giờ câu này đang tập trung câu, đừng có gọi nữa mà. Ô, kéo lên, kéo câu cá lên nào. Cũng muốn tham gia cuộc thi bắt cá chép không hả? Bắt nhiều nhất hả? Ồ, cá chép, bắt nhiều cá chép hả? Chơi luôn, chấp nhận luôn. Ô, cả trời, thời gian đến một tiếng rồi hả? Anh Nhân không có đủ thời gian chơi đâu, nhưng mà bắt được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu ha. Yeah, trời, có nhiều bạn nè, bây giờ anh Nhân đọc tin nick các bạn đang tập hợp chơi với anh Nhân nha. Bạn Thương nè, bạn hiệu trưởng nè, rồi bạn nhà văn bé sơ lờ nè, bạn Thảo nè, bạn bé Long nè, quá trời bạn luôn. Ô, vui quá ha, đúng là play together, tập hợp với nhau cùng chơi thật vui, thật sảng khoái. Ok, trội kéo cá lên nào. Trội mấy bạn xung quanh câu được cá đẹp quá, cá màu đỏ nữa kìa. Ô, ok, anh Nhân nãy giờ chưa câu được một con cá chép nào hết. Trời ơi, chơi thi đấu gì kiểu này là thua rồi. Ok, không biết đang ở nhà ai nữa mà nhà các bạn giàu quá đi à, chịu không nổi luôn à. Yeah, câu cá với anh Nhân các bạn ơi, tập hợp 500 anh em lại. Cá mập ở đâu rồi? Trời ơi, có ai chỉ tôi câu cá mập không? Tôi muốn câu cá mập. Trời ơi, không có cá mập hả? Hả? Là sao? Tôi muốn câu cá mập mà. Cắn đi, chuẩn bị kéo lên nha, kéo lên. Còn cá rô phi, ok, cá rô phi, bắt được một con cá rô phi. Mình mà câu nhiều nhiều cá, mình bán, mình lấy tiền sao? Mình lấy tiền sao nhiều nhiều để mình tặng cho các bạn thường xuyên comment trong kênh YouTube của anh Nhân nè, được không? Quá vui luôn, yeah, ok. Câu tiếp nè các bạn ơi. Oh, trời, chậm rồi. Thôi, ok, nhớ like fanpage của anh Nhân nha. Fanpage của anh Nhân tên là Quang Nhân Play á, mới có 4 lượt like, buồn quá. Bạn nào nhớ vô like fanpage FB của anh Nhân nha.
quán nhân play nha. Ok chưa? Anh Chu thấy ai là ai rất buồn cười. Ok rồi, tiếp tục câu nè các bạn ơi, chơi với nhau thật vui nha. Chúng ta sẽ cùng làm một đội thật là mạnh mẽ. Anh Chu nhậm đi hay đang trong nhà của bạn nào mà đang câu cá với bạn đó mà. Ok rồi, được một con búp bê cũ nữa. Trời ơi. Thôi ngừng cuộc chơi ở đây, anh phải out rồi. Bye bye các bạn nha. Nhớ cho anh một comment trên kênh YouTube Lê Quang Nhân nha, được chưa các bạn ơi. Ok ok, bây giờ anh out nha. I love you các bạn rất nhiều. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip chơi Play Together ngày thứ 34 của anh Nhân nha. Nhớ cho Nhân một like, một subscribe và ấn vào chuông đăng ký để nhận những video mới nhất của anh Nhân. Ok chứ nào. I love you.